ấn vào xem rồi đúng không? Chắc chắn là các ông rất chờ video này. Đây là 5 chai nước hoa trà ở cái phân khúc giá rẻ dưới 3 triệu đồng để các bạn có thể tìm kiếm, trải nghiệm xem có giống mình review không. Thực ra nói ở cái lít trà này và những người thích ngửi mùi trà thì ít nhiều các bạn đều là những người đã có nhiều trải nghiệm về nước hoa và các bạn đang tìm cho mình một cái gì đó nó có cái hơi hướng nội. Và những cái mùi trà thì mình thường đánh giá là dành cho những bạn đã có độ tuổi trưởng thành hay là đã có nhiều trải nghiệm từ cuộc sống cho đến nước hoa. Thế nên đây là 5 lựa chọn của mình. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái lựa chọn khác về nước hoa mùi trà. Nên là cũng mong các bạn có thể chia sẻ thêm ở dưới. Và nếu như mình có dịp được tiếp cận hay là có may mắn được sở hữu thì mình cũng sẽ làm thêm video review các bạn. Nếu như những chai nước hoa mà các bạn recommend là hay là đáng để sở hữu. Và hãy cùng xem 5 chai nước hoa mùi trà mình sắp gợi ý đây là gì nhá. Ở vị trí số 5, đó cũng là một chai nước hoa mà mình đã từng làm, đó chính là Banana Republic 78 Vintage Green. Thì đây là chai nước hoa mình lựa chọn ra để cho những bạn newbie, những bạn mới có thể tiếp cận được và có thể hình dung một phần nào đó về trà ở trong nước hoa như thế nào. Như mình đã nói là trong những cái lít 5 hoặc 10 hoặc 7 của mình thì mình luôn luôn sẽ cố gắng chọn ra hai cái mùi hương dễ tiếp cận, dễ ngửi và nó có được cái DNA đúng như cái nội dung của cái video mà mình làm. Thì đây là chai nước hoa đó, 78 Vintage Green. Chai này thì chắc là cũng mới review thôi, các bạn có thể tìm xem lại. Tóm lại đây là một cái mùi citrus cùng với trà và ở cái mức giá rất rẻ. Các bạn có thể xịt vào những ngày hè siêu nắng nóng. Một chút cam chanh, cụ thể đó là chanh mở đầu. Và sau đó các bạn thấy là cái nét xanh của trà và nó như một cái gọi là cái chai Lipton trà xanh vậy. Và mùi hương này xịt vào mùa hè phải nói rằng là rất là fresh, rất là sảng khoái và dễ chịu. Độ bám tỏa tầm 5 đến 6 tiếng. Còn về cái phong cách thì đây là một cái mùi trà làm theo hướng tươi mát và rất dễ chịu. Thế nên là cũng không cần phải là nam hay nữ, phải ở độ tuổi như thế nào, đi làm việc gì, mà các bạn chỉ cần đơn giản một cái mùi mát mẻ có một chút trà ở trong đó thì các bạn hãy thử qua 78 Vintage Green của nhà Banana Republic nha. Tên tiếp theo đó chính là Black của nhà Bulgari, cũng là một chai nước hoa rất rẻ. Thực ra thì chai này cũng không còn sản xuất nữa rồi, mà mình cũng đã nói ở trong một cái video ở trên TikTok rồi. Ông nào mà có follow thì chắc chắn là cũng sẽ biết thôi. Cái giá cho Black của nhà Bulgari thì nói thật là cũng khoảng tầm hơn 1 triệu thôi. Thỉnh thoảng có kèo vẫn có thể mua được. Và đây là một cái khía cạnh hoàn toàn khác của trà. Mình hay gọi cái mùi của Black Bulgari này đó là mùi của những cái thành phố, những cái gọi là đô thị tấp nập, khói tấp nập, xe cộ, người qua lại vào những ngày thứ hai đầu tuần, khi mà các bạn muốn một cái mùi hương gì đó nó sôi động, nó có thể toát lên được một cái không khí kiểu làm việc tấp nập, thì đây chính là mùi hương như vậy. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ khó thấy được cái nét của trà vì chủ yếu sẽ là mùi cao su cháy. Nghe có vẻ rất là lạ đúng không? Nó như kiểu là các ông đi xe tốc độ cao xong rồi ông phanh cái lốp nó bị bốc khói lên vậy. Hay là các bạn để những cái xe ở những ngoài đường trời nắng nóng khoảng tầm 40-45 độ mà cảm giác khi sờ vào cái yên xe cái lớp da nó bắt đầu chảy ra ấy. Đó, và bên cạnh thì có một hàng quạt bún chả hay là một cái món đồ ăn gì đó liên quan đến khói. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Thực ra đây là một cái nét rất là hay của trà cùng với da thuộc. Khi mà cái mùi hương này ấy, nó là cái nét trà khi được sao ra. Các bạn biết rồi, người ta sẽ thu hoạch lá trà khô, à trà tươi, xong rồi người ta sẽ bằng những cái biện pháp khác nhau và người ta sẽ sao cái trà lên và nó sẽ khô dần lại và nó sẽ thành những cái trà mà chúng ta hay để trong đồ uống, à trong những cái ly hay là những cái gói ấy. Thì ở đây đó là lúc chúng ta sao trà lên bởi cái nhiệt độ rất là cao và cái mùi khói nó là thứ để tạo ra cái vị khét của cao su cũng như là cái mùi của da thuộc. Thì hai cái này nó mix với nhau, nó tạo nên một cái khía cạnh cực kỳ khác của trà. Đây có thể nói là một cái sáng tạo về trà rất là hay. Mùi hương này thì mình được tiếp cận vào năm 2020 khi mà mình đi họp ở trong cái group Mansion và mình được có ngửi cái mùi hương này. Và đấy cũng là lần đầu tiên mình ngửi mùi hương này, mình chưa thể nào đoán được nhưng mình rất ấn tượng với em nó. Về cái thiết kế của em nó ấy, thì các bạn chỉ cần bỏ cái nắp ra, trông nó như một cái bánh xe ô tô vậy. Đây các bạn nhìn thấy. Và toàn bộ cái xung quanh này thì đều được
bọc bằng một lớp cao su. Và ngửi đây thì chúng ta ra đúng mùi cao su và giống y hệt cái mùi chai nước hoa này luôn. Đây là một thiết kế rất hay. Và mùi hương này nó sẽ phù hợp với những anh chàng có lẽ là đi phân khối lớn. Nó sẽ có một cái vai hơi giống Spyball, nhưng mà nó có phép có cái nét bụi bặm hơn một anh chàng mặc những cái đồ nó có thể hơi rách một xíu, hơi kiểu biker nhưng mà theo cái phong cách kiểu bụi bặm đường phố và đi một cái phân khối lớn tóc buộc. Nhưng mà chỉ đơn giản rằng ở đây mùi hương này là một cái, nó có một cái gu và một cái chất dị riêng, chứ không phải là một cái vai mà mọi người chỉ cần mặc cái quần áo lên đi phân khối lớn là sẽ giống nhau. Nhưng không, mùi hương của Bulgari Black, nếu như các bạn xịt thì các bạn sẽ có một cái trải về mùi hương cũng như là về cái phong cách thể hiện được cái tôi rất là rõ. Tại vì với cá nhân mình ý, thực sự mùi hương này nó không hề dễ ngửi. Tại vì ngay lần đầu tiên mình ngửi mình cũng không thể nào thẩm được em nó, mà mình chỉ ấn tượng thôi. Và sau này khi mà được ngửi lại khoảng tầm vài lần nữa thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi trà mà các bạn thấy rằng là một cái khía cạnh làm trà nó cực kỳ đặc biệt. Và nếu như bạn có ở cái phong cách như vậy và bạn đang tìm cho mình một cái mùi hương nó không đụng hàng bất cứ ai, từ cái việc là nó khó mua đến cái thiết kế cho đến cái mùi hương nó phù hợp với phong cách bụi bặm nam tính rắn giỏi, thì chắc chắn các bạn phải mua, phải săn bằng được em này. Độ bám tỏa thì nó lưu chắc là được cả ngày, nhưng mà độ tỏa hương nó chỉ tầm nửa cánh tay quay lại thôi. À quên, về con Bulgari Black thì mùi hương này mình nghĩ là sẽ dành cho những cái ngày tầm, có lẽ tầm từ 18 cho đến tầm 25 đến 27 độ thì các bạn có thể xài được nhá. Ở vị trí số 3 này sẽ là một cái mùi trà có phần hơi nghiêng nữ, tại vì nó hơi nhiều phấn và cũng là một cái mùi trà rất đặc biệt và lạ mũi. Đó chính là Arnold's của nhà Imaginary Arthur. Nói thật là tôi đọc hơi kém, tôi sẽ để tên ở dưới nhá. Tại vì sau này tôi đi học lớp tiếng Pháp về, nó mà cải thiện tốt hơn thì tôi sẽ chơi hết bằng tiếng Pháp cho nó dễ. Và đây là một nhà nước hoa rất đặc biệt. Nếu như bạn nào mà có biết qua nhà này rồi thì các bạn thấy rằng là cái hộp của nó chính là những cái quyển sách và những cái thiết kế của nó như một quyển sách vậy. Và ở giữa cái quyển sách đấy nó sẽ có một cái ô để đặt chai nước hoa này vào. Mình thì mình chai này mình mượn của Gia Perfumery nên là mình chỉ mượn chai không thôi. Nhưng mà nếu có dịp thì mình sẽ review thêm vài chai nữa, mình mượn cả hộp về để các bạn có thể dễ hình dung. Thực ra đây là một nhà nước hoa mình đánh giá rất là cao về cái concept làm mùi cũng như là về cái thiết kế. Ở đằng sau em nó thì các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái nốt hương. Chúng ta có Black Tea, chúng ta có Orris, chúng ta có Musk và Sandalwood. Thì tại sao mình nói đây là một cái mùi hương nghiêng nữ? Tại vì khi mà mới xịt ra ấy, các bạn nhận thấy cái mùi phấn son rất là rõ. Nhưng mà cái nét phấn son ở đây mình đảm bảo rằng nếu như các bạn chưa trải nghiệm qua quá nhiều mùi Iris và mùi Orris thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó cực kỳ đặc biệt. Cái mùi thơm nó gần như không đụng với bất cứ ai cả. Nếu như ở Bulgari Black nó là một cái mùi hương dành cho nam giới, mùi cao su cháy khét, thì đây là một cái mùi hương cực kỳ nữ tính. Tại sao mình nói cái mùi hương này nó có một cái nét hoài niệm? Tại vì khi mà xịt em này ra ấy, nó giống như cái cảm giác mà mình tìm ngày bé, là mình có tìm một vài món đồ ở trong cái túi da của mẹ mình hay là của dì của mình ấy, và ở trong đó nó để nhiều thỏi son và cái túi này nó treo ở cái cột mắc quần áo quá lâu rồi. Và mùi hương thì kiểu cái không khí nó bí cũng như là nó trải qua những ngày tháng nóng lạnh khác nhau nên là nó tích tụ thành một cái hơi cũng như là cái nét phấn ở trong đấy nó bị dìm lại. Và khi mình mở ra một phát thì toàn bộ cái mùi phấn nó ập vào mũi và cái cảm giác cái mùi phấn son nó có phần hơi bị hỏng một xíu. Thì em này khi mà mới xịt ra nó y hệt như vậy. Và khi mà mình xịt em này mình có nhớ ngay tới cái kỷ niệm ngày bé, thế nên là mình mới gắn cho nó một cái mác đó là hoài niệm, có phần hơi cũ kỹ, hơi kiểu son phấn. Tại sao nó lại ngửi ra như vậy? Thì đó là của Orris. Orris thì là phần rễ cây của Iris, thì nó có nhiều cái cách thu hoạch khác nhau. Cái cây Iris thì người ta có thể thu hoạch cả hoa lẫn cả rễ nữa. Và Orris thì thường nó có cái xu hướng kiểu nhiều hơn, nhiều phấn hơn và nó có phần rễ nhiều hơn. Nên là cảm giác ngửi nó đậm mùi mà nó dày hơn rất là nhiều so với hoa Iris. Và em này ấy, thì cái nét phấn son nó được tăng cường lên
nó giống như kiểu mà mình vừa mở ra cái không khí nó ập vào mũi, thì nó cũng là do cái nét khói của trà. Và sau khoảng tầm nửa tiếng thì cái phần nét phấn son này nó sẽ trôi đi, và các bạn sẽ nhận thấy rằng là một cái mùi nó như kiểu mùi gạo, gạo mà có mùi dừa ấy, sữa dừa. Nó có một cái nét khá là thanh nhưng mà nó có cái nét của kiểu sữa, một chút sữa sữa hơi ngậy ngậy béo béo. Ở đây chắc là mình nghĩ là của sandalwood, thì sandalwood là đàn hương thì nó cũng sẽ ra cái na vai hơi ngậy béo đấy. Và cái nét này nó như kiểu mùi trà gạo của Nhật Bản ấy. Đấy, một cái mùi trà cũng rất đặc biệt. Và cái top note này nó làm mình thực sự là nó đưa mình qua quá nhiều cảm xúc, từ hoài niệm xong rồi đến một cái mùi gần gũi quen thuộc, và nó có một cảm giác kiểu hơi tĩnh và hơi nhẫn. Và đây là một cái mùi trà mình đánh giá là cực kỳ lạ. Có thể black kia, cái nét khói ra ra thuộc ra cái mùi cao su, thì có thể với một người ngửi như mình đã ngửi qua nhiều, nhưng mà với unknown này thì thực sự nó rất đặc biệt. Và nếu như bạn nào thích cái nét phấn son, hay là bạn nào là những cái bạn nữ mà thích một cái mùi nó hơi hoài niệm một tí và dry down, nó vẫn có một cái nét của trà cùng với nét hơi kiểu béo ngậy kiểu gạo sữa, thì các bạn nên thử qua em này. Một cái mùi trà mà mình nghĩ rằng là có lẽ kể cả là những người chơi lâu mà thích cái nốt hương trà cũng phải wow khi mà ngửi qua unknown của EA. Và cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái độ tuổi và nó với cái thời tiết như nào cho hợp lý. Thì em này mình nghĩ rằng là chắc là sẽ là những bạn nữ ở tầm từ 25 tuổi. Nếu như là nam cũng sẽ là những cái bạn nam có một cái độ tuổi nó chắc là tầm ngoài 25 và thích một cái mùi son phấn hoài niệm một xíu, và những cái mùi mà trà nó có một cái nét lạ, dị. Lạ thì dị thì không phải, lạ thôi. Dị thì chắc là dành cho black là hợp lý, nhưng mà đây là một cái nét trà cực kỳ lạ. Và những cái mùi trà kiểu như thế này ấy, thì nó cũng có phần hơi kiểu hoài niệm và cổ kiểu xưa cũ một tí. Thực sự thì khi mà tả những cái mùi mà nó đến từ những nhà niche và indie ấy, thực sự là không có quá nhiều, tại vì cái vốn từ vựng của mình nó rất hạn chế. Đấy, em này thì chắc là có lẽ xài vào cái thời điểm từ 20 độ cho đến 30 độ sẽ là hợp lý nhất. Đấy là cái khoảng thời gian mà mình đẹp nhất mà mình trải nghiệm trong mấy ngày hôm nay, là mấy ngày mưa ở Hà Nội. Thì thực sự mình càng ngày càng thích em này. Chắc có lẽ là phải nhờ ra chiết bớt đi để có thể mua về thỉnh thoảng vào những ngày mưa để xịt đổi gió. Đây không phải là một cái mùi trà buồn, đây cũng không phải là một cái mùi trà nó ồn ào như là black của Bulgari, nhưng mà đây là một cái mùi trà rất đặc biệt, một cái mùi trà hoài niệm, mùi trà kiểu xưa cũ nhưng mà cũng không kém phần hay ho. Chỉ biết nói một câu rằng các bạn nên thử qua những sản phẩm của nhà EA này, đặc biệt là con Unknown này nha. Có lẽ sau hai cái mùi trà lạ và dị thì chúng ta lại quay về một cái mùi trà citrus hướng quốc dân một tí đi, dễ ngửi, nịnh mũi đi. Đó chính là Tea Tonic của Miller Harris. Đây, chai này thì nói thật là cũng không làm sản xuất nữa, mua thì cũng hơi khó, nhưng mà nếu như chịu khó tìm kiếm vẫn sẽ mua được. Và phải nói rằng là đây là một cái mùi trà mà mình thích vãi thề. Ôi, mình ngày xưa có cái kèo mua chai này mà mình không mua. Mình cái cảm nhận đầu tiên của em nó thì thực sự mình không ấn tượng lắm, nhưng mà khi mà dry down của mùi hương này, eo nó lên hoa mà nó yêu một cách kinh khủng. Các bạn biết mùi hương này khi mà các bạn xịt ra giống gì không? Nó giống một cái ly trà chanh đá. Nhưng mà nếu như mà thế thì nó lại giống con Vintage Green đúng không? Không, nó khác cực luôn. Nhưng mà ở đây là một cốc trà chanh đá mà các bạn uống ở những cái khách sạn hay những cái nhà hàng cao cấp 5 sao vậy. Cái trà chanh ở đây khi mà các bạn mới xịt ra, các bạn nhận thấy cái nét citrus, nhưng mà nó rất là khéo léo. Đó là nếu như ở những cái mùi khác sử dụng mùi chanh thì người ta sẽ sử dụng cả cái vỏ chanh vào và nó sẽ tạo nên cái nét đắng và xanh. Nhưng ở Tea Tonic này thì các bạn sẽ xịt ra, các bạn thấy rằng là nó chỉ cầm, người ta sẽ gọt cái vỏ đi, gọt cái lớp xanh ở ngoài đi, và người ta sẽ cầm, người ta bóp và nó bắn ra những cái tinh dầu ở cái phần vỏ ấy. Đấy, và cái thứ hai người ta sẽ một quả chanh lựa chọn lựa không quá chua vắt vào một cái ấm trà vậy. Và cái nét của trà đây mới đầu nó chưa thực sự rõ, nhưng mà các bạn vẫn nhận thấy cái nét trà nó rất là tươi. Đấy, và mùi hương này khi mà mới xịt ra ấy, thì tôi nói thật là mẹ, đây là chai của tôi thịt lâu rồi, chai này chỉ là tôi đi mượn thôi, nhưng mà tôi yêu quá, tôi không biết làm như thế nào cả.
ôi nó ngon vãi. Cái con này xịt hè mấy cái ngày mà trước cái hôm bão ấy, mình xịt em này liên tục luôn. Và mình kiểu khoái tại vì nó bám tốt, nó lưu cũng tốt. Em này nó tỏa tầm hơn nửa cánh tay, nó tỏa khá là tốt luôn. Và nó lưu ở trên da mình tầm 6 tiếng đồng hồ. Try down của em này ấy, thì các bạn thấy là cái nét chua và cái nét xanh của chanh nó sẽ bớt đi và gần như là nó biến mất. Và chỉ còn cái nét của trà xanh cùng với một cái nét hoa trắng. Ngửi rất là êm đềm, rất là mềm mại. Và nó thực sự cuốn mũi. Mình thì không thích những cái nốt hương hoa trắng như Huệ hay là kiểu nhài. Nhưng mà ở đây mình có cảm giác nó là một cái mùi như kiểu mùi hoa cam vậy. Ôi nó yêu vai, nó có một cái độ ngọt nhẹ, xong rồi một cái nét của trà xanh tươi. Uầy. Nói thật là trong tất cả những con trà ở đây ấy, nếu mà để dễ dùng cho tất cả người mới và xịt một phát yêu luôn vào những ngày hè, đặc biệt là cái khí hậu Việt Nam, thì nói thật là tôi yêu con này. Tôi yêu con này vô cùng. Tôi thích con này vô cùng. Chính cái nét hoa ở cái đoạn try down của chai nước hoa Titanic của Miller Harris này, nó làm cho cái mùi hương này có phần unisex, cả nam lẫn nữ đều xài được. Tóm lại là nó sẽ phù hợp với một cái kiểu ăn mặc theo một cái bay kiểu như kiểu đi biển ấy. Nghĩa là các bạn sẽ quần đũi trắng, rồi một chiếc sơ mi trắng, hay là các bạn nữ các bạn có thể mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, xong các bạn xịt cái mùi hương này. Êu thế luôn, nó rất là mát mẻ, nó rất là phóng khoáng và nó rất là kiểu êm đềm nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà nó thực sự tạo nên cho người ngửi và kể cả người xịt một cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Có thể nói rằng là so nó với cái con Banana Republic Vintage Green kìa. Bạn nào mà mua rồi thì cái con Titanic này nó là một cái phiên bản x 10 lần lên. Đấy, thôi được rồi, trà chanh đà đến đấy là đủ rồi. Và bây giờ chỉ số 1 là một chai nước hoa có mùi trà sử dụng cho mùa đông. Và chai ở đây là chai 30ml. 30ml thì mới cho được vào cái lít dưới 3 triệu. Còn nếu mà to hơn thì chắc chắn là rất là đắt rồi. Đây là chai của Baruti. Chai làm tên một loại trà được ướp cùng với các loại gia vị và thảo mộc đến từ Ấn Độ. Và cái loại trà này các bạn có thể search ở trên mạng, nó đến từ một cái vùng Nam Á. Và bây giờ thì nó rất là phổ biến và thường được sử dụng trong những cái cửa hàng chuyên bán trà. Và cái loại trà này ấy, thực sự là mùi hương của nó rất là dày và đậm. Và các bạn nhận thấy cái nét gia vị rất là rõ, mà khi mà xịt cái mùi của cái mùi hương nha, các bạn chỉ cần ngửi đầu vòi thôi, các bạn nhận thấy một cái mùi cực kỳ dày và cảm giác là nó chỉ dành cho mùa đông thôi. Nếu như không phải là mùa đông thì đừng có mua chai nước hoa này. Tại vì khi mà mình trải nghiệm mùi hương này, nói thật là mình chỉ có dám ngồi ở trong điều hòa thì mình mới dám xịt em nó thôi. Nếu như mà mình nghĩ là ra ngoài chắc là phải là những ngày 15 độ ở Hà Nội hoặc là 10 độ trời kiểu mưa rét thì mới xịt được em này, tại vì mùi nó cực kỳ dày. So nó với những cái con như kiểu Interlude thì may ra có cửa. Đấy, còn với những kiểu Dior Sauvage ấy, chấp mắt. Mùi hương này khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy mùi trái cây cực kỳ rõ. Cái nét trái cây rất là đậm và dày khói đến từ trà. Trái cây ở đây nó vừa có những quả chín, vừa có những quả xanh. Và mùi hương này mình có hỏi chủ nhân của nó. Đây không phải chai nước hoa của mình nhá, mình nói luôn. Nhưng mà mình thấy rằng là nó khá là hay nên mình muốn giới thiệu các bạn. Thì chủ nhân của nó bảo là đây là mùi trà đào Koji phiên bản siêu đậm đặc. Và bạn nào mà thích một cái mùi trà bám tỏa khủng khiếp ở trên da cũng như là sưởi ấm cho những ngày siêu lạnh. Tại vì có kênh của tôi có nhiều ông bảo là em ở châu Âu trời tiết tầm âm 5 độ hoặc là 0 độ thì em xài chai gì. Chắc chắn là chai này. Nếu như mua được hãy mua chai này. Cái chai này không khó mua, chai này vẫn có thể mua được nếu như có một vài nơi order về. Và khi mà cái top note của nó rất là trời trái cây nó qua đi thì các bạn nhận thấy rằng là những cái nét của trà nó lên cực kỳ rõ. Cái nét trà đen xong ngồi cùng với khói, cái nét trái cây chịu xuống, các bạn nhận thấy những cái vai mùi như kiểu là da thuộc, như kiểu là những cái mùi hơi ngọt nhẹ ở phía sau. Nhưng gần như là so với ban đầu nó chỉ có phần nhẹ xuống thôi. Nhưng mà nếu như mà mua một cái mùi mà gọi là đúng chất trà thì đây là một cái mùi trà trái cây mà các bạn nên thử. Trà này như kiểu là một cái ly trà trái cây nóng nhưng mà rất đậm. Các bạn uống vào những ngày đông hay là các bạn đi những cái quán kiểu cà phê mà không phải dành cho những người già mà những người trẻ để co đẹp ấy, thì đây là một cái ly trà nóng uống vào những cái ngày đông
cực kỳ là hợp lý. Và cái cảm giác đấy đến từ những cái loại gia vị khác nhau, như kiểu đinh hương, như kiểu quế, như kiểu tiêu tùng các thứ. Tại vì chai mà là một cái loại trà, như mình đã nói, nó là một cái loại trà cùng với những cái loại gia vị và cái loại thảo mộc. Thế nên là mùi nó rất rất dày và thừa sức sưởi ấm cho các bạn. Nhưng mà với cái thời tiết như bây giờ ấy, mua chai này về thì cũng chỉ nên để cho đẹp thôi. Và đây là một chai mà sẽ không dành cho những bạn nào ở Sài Gòn, nên là xin chia buồn nha. Tại vì Sài Gòn dù có lạnh đến mấy thì cũng không xịt được đâu. Thế nên là đừng có mua nếu có ý định lên Đà Lạt vào mùa đông hay đón Noel. Thì đây cũng là một cái chai mà có thể mang theo hay là đi kiểu Sapa, đi kiểu Tam Đảo vào những tháng kiểu 12 tháng 1. Các bạn có thể thử. Cái trà này ấy, khi mà mình ngửi ấy, mình cũng có cảm giác phần nào đó nhớ tới cái cảm giác những ngày sát Tết, các gia đình kiểu ngồi với nhau mà người ta sử dụng những cái món đồ ăn nóng nhiều gia vị để tạo nên cái hâm nóng, để hâm nóng cái không khí, cũng như là về cái át đi cái lạnh của ngày đông. Về cái độ tuổi em này thì chắc có lẽ phải là những cái bạn nam hoặc là những bạn nữ, nam thôi. Nữ có vẻ hơi hardcore một tí, nam sẽ là tầm từ ngoài 25 tuổi đủ ra, hoặc là tầm 30 và lớn tuổi hơn thì các bạn sẽ thích những cái mùi như này. Cái vai mùi như này nó sẽ giống, hơi giống cái vai mùi của Uncle Noir ở phiên bản Extreme đấy của nhà Lalique ấy. Cái kiểu phong cách và cái kiểu độ tuổi nó sẽ phù hợp như vậy. Và em này thì chắc là xịt để thẩm là chính. Còn nếu mà để đi chơi thì thỉnh thoảng xịt thôi. Mùi hương này nếu mà ngày nào cũng xịt thì chắc là mình nghĩ là cũng không phải hay ho lắm. Những cái mùi mà thằng cu em mình sưu tầm ấy, chủ chén nước hoa này sưu tầm ấy, nó cũng kiểu thỉnh thoảng nó mới lôi ra xịt, nhưng mà nó mua thì tắt vãi cái trường. Hoặc là những cái ngày mà các bạn ngồi sum vầy cùng với gia đình, những cái bữa tiệc Giáng sinh, hay là những ngày giỗ, hoặc là những cái ngày mà gia đình có cỗ này, hoặc là các bạn kiểu gặp lại những người bạn bè cũ từ nước ngoài về, hay là những cái buổi gặp mặt những cái người mà lâu ngày không gặp, thì đây là một cái mùi hương mình nghĩ là sẽ tạo nên cái cảm giác dễ chịu, gần gũi, và nó có một cảm giác gì đấy thân mật. Đó là chai của Baduti, một loại trà khá là hay mà mình nghĩ là ngay kể cả cái loại trà, cái tên trà này thôi chắc mọi người cũng ít biết tới, nhưng mà các bạn cứ thử tìm hiểu đi, tại vì trong cái thế giới trà mùi hương ấy nó rất là vô vàn. Lúc đầu mình còn định cho cả Blue Matcha của nhà Montel vào, rồi vài chai nữa Blue Tea. Rồi ở cái list trà phân khúc cao cấp thì sẽ có những cái tên rất là hay ho mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn có những cái góp ý, hay là có những cái từ ngữ nào để miêu tả chính xác hơn những cái mùi trà mà mình đã review ở đây, thì các bạn hãy chia sẻ cho mình. Tại vì với cá nhân mình nghĩ là cái kho từ ngữ của mình không thể nào miêu tả hết ở cái phân khúc niche và indie. Thế nên là dần dần mình cũng sẽ tiếp cận nhiều hơn những cái phân khúc niche indie đấy để có thể có nhiều trải nghiệm. Thì cũng muốn các bạn đóng góp cho mình những cái từ ngữ để mình có thể miêu tả một cách chính xác hơn. Và nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.